và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Cần vaccine tinh thần cho học sinh do ảnh hưởng bởi việc học online quá tải. Làng Mai Kỳ Nam ở Hà Tĩnh sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán. Hiện trạng vi phạm công trình thủy lợi trên hệ thống Bắc Hưng Hải. Hà Nội đặt tên mới cho 38 tuyến đường phố. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng triển khai, đến nay tỉnh Điện Biên đã tiêm được hơn 120.000 liều bổ sung và nhắc lại mỗi 3 vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn, đạt tỷ lệ bao phủ gần 30%. Đến nay, tỉnh đã tổ chức 23 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với tổng số là hơn 860.000 mũi. Trong đó, đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm được gần 720.000 mũi, mũi 1 hơn 420.000, đạt gần 97%, mũi 2 là hơn 370.000, đạt hơn 86%, mũi 3 gần 95.000, đạt gần 30%. Đối tượng tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại mũi 3 là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, trong đó ưu tiên tiêm cho người có tình trạng suy giảm miễn dịch, ghép tạng, HIV, ung thư, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Sinopharm, người mắc bệnh nền, người cần chăm sóc dài hạn ở cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Vaccine được sử dụng chủ yếu là vaccine Pfizer, AstraZeneca và Verocell. Những hình ảnh tiêu cực do việc học online quá tải luôn hiện hữu và phát triển mức độ từng ngày. Song không phải cha mẹ nào cũng để tâm hay đủ khả năng để nhận biết được mức độ nguy hại của nó với con mình. Và đến khi phải nhờ can thiệp tâm lý thì bệnh đã chuyển biến nặng, thậm chí là những vụ việc đau lòng đã xảy ra. Vụ việc một nam sinh lớp 6 ở chung cư Goldmark City, Hà Nội nhảy lầu tự tử do áp lực học hành cách đây không lâu vẫn khiến dư luận bàng hoàng, các bậc làm cha mẹ thì hoang mang. Trong hơn 20 năm làm nghề, chưa có lúc nào mà tiến sĩ Vũ Thu Hương lại phải tiếp nhận nhiều yêu cầu được tư vấn tâm lý cho con từ phía các phụ huynh như hiện nay. Trong đó, chán học, chống đối, stress hay thậm chí là trầm cảm là tình trạng mà nhiều học sinh đã và đang gặp phải. Các con trở nên thiếu bình tĩnh, mất kiên nhẫn, rất là nhiều bạn gây gổ với mọi người. Chưa kể nhiều cháu thích và nghiện game và nghiện đến mức độ là bố mẹ bắt đầu rơi vào tình trạng rối loạn căng thẳng, không biết làm thế nào để cứu chữa cho con mình. Ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý học sinh thì ngày càng gia tăng, nhưng không phải lúc nào các em cũng được nhận diện đúng từ phía cha mẹ và nhà trường và cả ngành giáo dục. Chính vì thế, nhiều trẻ bị phó mặc để đối diện với tình trạng tinh thần bất ổn của mình. Có nhiều các bố các mẹ thì bỏ lửng đấy, tức là cho các con tự giải quyết các vấn đề. Và vì vậy thì nó sẽ tạo ra những cái sự xung đột, những cái mâu thuẫn rất là lớn ở trong gia đình giữa bố mẹ và con cái. Cho đến khi mà các vấn đề của các con nặng hơn nhiều và thậm chí là có những cái hệ quả lớn, thì các bố các mẹ lúc đấy mới nhận ra rằng là mình cần phải làm những cái công việc mà hỗ trợ cho các con. Đến đấy thì nó muộn. Theo chuyên gia, trong khi trông đợi vào các giải pháp tư vấn tâm lý từ phía ngành giáo dục và các cơ quan chức năng, thì vaccine tinh thần lớn nhất cho các em trong giai đoạn này chính là sự quan tâm, lắng nghe của cha mẹ. Đứa trẻ nó cần phải được học cái cách là gì ạ? Bày tỏ nó ra một cách phù hợp, và muốn học được cái cách đó ấy, thì không ai khác nếu trong cái giai đoạn như hiện nay chỉ có cha mẹ là có thể giúp được trẻ điều này bằng cách lắng nghe trẻ, lắng nghe không phán xét, chấp nhận cả những khi mà trẻ có những cái cảm xúc tiêu cực, chấp nhận đấy không đồng nghĩa với việc là chúng ta khích lệ để cho trẻ tiếp tục có những cảm xúc tiêu cực, mà chấp nhận để gì ạ? Cho trẻ dịu bớt đi đã, rồi chúng ta sau đó giải thích cho trẻ để giúp cho trẻ, hướng cho trẻ cái cách là gì, bày tỏ cho phù hợp. Để phụ huynh không phải loay hoay đi tìm cách giảm áp lực cho con mình, rất cần sự vào cuộc quyết liệt cũng như sớm đưa ra các giải pháp của ngành giáo dục cho vấn đề này. Tập huấn lại giáo viên, hướng dẫn giáo viên, rồi đặc biệt là cái phòng tham vấn tâm lý trong trường học để mà nhanh nhất đưa cái học sinh quay trở lại trường học, đảm bảo thuận lợi và học tập tốt. Mới đây tại thành phố Vinh, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình Tết vì người nghèo nhân dân 2022. Năm 2021, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Đến nay, theo chuẩn nghèo mới, toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 66.000 hộ nghèo, trên 56.000 hộ cận nghèo và có trên 100.000 người lao động gặp rất nhiều khó khăn khi trở về quê tránh dịch COVID-19.
Kết thúc chương trình Tết vì người nghèo Nhâm Dần 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ trên 120 tỷ đồng. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 62 cơ quan địa phương doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội năm 2021 và Tết vì người nghèo Nhâm Dần 2022. Với mong muốn đưa sản phẩm chất lượng tốt cho sức khỏe tới tay người tiêu dùng, thời gian qua, Hợp tác xã Công nghệ cao Phúc Thành An tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng và phát triển mô hình trồng nấm dược liệu đông trùng hạ thảo. Hợp tác xã chủ yếu sản xuất nấm đông trùng hạ thảo trong nhà kín. Nấm được cấy vào dung dịch lỏng pha chế từ gạo lứt, nước dừa và nhộng tằm xay nhuyễn, là loại khó nhân giống và thường sống trong môi trường có độ ẩm cao. Vì vậy, để nấm sinh trưởng và phát triển tốt, hợp tác xã áp dụng hệ thống phun xương tự động, hệ thống ủ và duy trì ở mức 25 độ C, độ ẩm 85%. Trung bình mỗi phòng, hợp tác xã có thể chứa được gần 18.000 phôi nấm và từ 3 đến 4 tháng lại cho thu hoạch. Gần Tết Nguyên đán cũng là khoảng thời gian nấm được thu hoạch nhiều hơn do nhu cầu sử dụng tăng cao. Bình quân chế biến từ 1,5 đến 2 tấn nấm tươi và sấy khô thành phẩm đạt từ 7 đến 8 tạ. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, cộng với việc áp dụng tốt các kỹ thuật trồng chăm sóc, nên người trồng mai ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang kỳ vọng mai nở đúng dịp Tết, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Những ngày này, anh Nguyễn Kim Nam, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh luôn có mặt tại vườn mai của gia đình để chăm sóc, kiểm tra cây. Vườn mai của anh hiện có hơn 1.000 cây, toàn bộ số cây này đều từ 3 năm tuổi trở lên. Mức giá mai cũng phụ thuộc vào năm tuổi và thế của cây. Trong đó, cây có giá thấp nhất là 3 triệu đồng, có cây giá lên đến cả chục, thậm chí là trên 100 triệu đồng. Nhờ quy trình chăm sóc tốt nên vườn mai của anh Nam ra búp khá đều. Từ 6 tháng 8 á, là thời tiết là vô cùng thuận lợi, trời tiết ấm, vừa ấm chứ cũng không lành mà cũng không nặng lắm, cho nên là mai năm nay là khá là trúng Tết, được 80% là trúng Tết, thì cho nên là khách cũng đến mua được nhiều hơn năm ngoái. Còn hoa năm nay thì khá là đẹp, thời tiết ấm nên hoa đẹp. Xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh hiện có trên 100 hộ dân trồng mai với số lượng từ 100 cây trở lên. Hoa mai Kỳ Nam có giá trị kinh tế cao, đem lại nguồn thu khá lớn cho bà con vào dịp cuối năm. Vì vậy, cùng với sự đầu tư của các hộ dân, thị xã Kỳ Anh đã ban hành các chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã cử cán bộ chuyên môn về hỗ trợ các nhà vườn kỹ thuật chăm sóc để đảm bảo nở hoa đúng độ. Trong năm nay thì cây mai vàng của Kỳ Nam thì nó nở rất đúng cái dịp Tết. Và người dân thì cũng rất phấn khởi và cái thu nhập của cây mai thì cao. Cả khu đã tiếp tục là chuẩn bị cho cái hoa trên là xuất trong cái năm Tết năm của năm 2022 này. Và cái việc cái mô hình này á, thì có cái lợi thế và cũng đã được hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân thị xã Kỳ Anh. Cho nên trên cơ sở đảm bảo của người dân của Kỳ Nam đang tiếp tục trên đà phát triển để và trong cây mai vàng này. Mai Kỳ Nam từ lâu đã được người chơi cây cảnh chọn mua trong dịp Tết Nguyên đán, bởi mai ở đây búp nhiều, hoa nở to. Đây cũng là cây trồng mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Chính vì vậy, thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục khuyến khích nhân rộng mô hình trồng mai và xây dựng thương hiệu Mai Kỳ Nam. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng tra trộn vào thị trường. Để chủ động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động này, nhiều giải pháp cụ thể đã được Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng quyết liệt triển khai. Thời điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm tăng cao, lợi dụng dịp này, các loại hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng rất dễ bị tra trộn, đưa vào thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính. Những mặt hàng này rất khó để nhận biết và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng. Cục đã chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức làm công tác kiểm tra kiểm soát thị trường và các lực lượng làm công tác kiểm tra kiểm soát thị trường. Đối phối hợp với các doanh nghiệp, các thương hiệu sản phẩm lớn trên địa bàn để tập huấn phân biệt, cách phân biệt hàng thật hàng giả, từ đó nâng cao nhận thức cho cái công chức làm công tác kiểm tra kiểm soát thị trường. Và thông qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường thì công chức quản lý địa bàn
kiểm tra giám sát thị trường trên địa bàn sẽ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người tiêu dùng cách nhận biết, phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn. Để chủ động kiểm soát tình hình, lực lượng quản lý thị trường các địa phương đã đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp với lực lượng hải quan tại các cửa khẩu, các tuyến biên giới, siết chặt việc kiểm tra hàng hóa khi qua cửa khẩu. Những cái mặt hàng thứ nhất là không đảm bảo, như hàng giả, hàng nhái cũng sẽ tìm cách gọi là thâm nhập vào thị trường để tiêu thụ. Thì anh em thứ nhất là tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường. Thứ hai là trinh sát và nắm những thông tin. Nếu mà phát hiện sai phạm thì anh em sẽ kiên quyết xử lý, không để lọt những cái hàng hóa rồi là những cái đối tượng lợi dụng cái dịp Tết để trục lợi. Theo thống kê, trong năm 2021 vừa qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Điện Biên đã phát hiện trên 1.300 vụ việc có hành vi gian lận thương mại. Trong đó có gần 400 vụ bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền nộp phạt gần 600 triệu đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sẽ góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Những ngày này, miền Bắc bước vào chuẩn bị sản xuất vụ lúa đông xuân. Đây là vụ sản xuất chính nhưng đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn nước tưới. Thiếu và ô nhiễm nguồn nước là vấn nạn nhức nhối đều tái diễn hàng năm. Nguyên nhân chính là từ tình trạng lấn chiếm xả thải và hệ thống thủy nông. Câu chuyện điển hình trên hệ thống Bắc Hưng Hải, công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc đang phải hứng chịu nhiều áp lực và những hệ lụy khó lường. Sông Kim Sơn là trục chính dẫn nước sông Hồng từ cống Xuân Quan về hệ thống Bắc Hưng Hải. Dọc con sông này, hầu như đoạn nào cũng có những công trình vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi như thế này. Đang nói những vi phạm này đã tồn tại hàng chục năm qua nhưng không được xử lý dứt điểm. Công ty Bắc Hải thì đã chống vi phạm từ năm 1996 đến bây giờ. Suốt từ đấy giờ nhưng mà càng chống thì cũng thêm vi phạm thì vẫn có thể là nói là tăng lên. Nhà ở, nhà xưởng và chất thải đang lấn chiếm khiến cho sông Kim Sơn và nhiều nhánh kênh khác, đặc biệt là kênh Cầu Bây, phải oằn mình chịu những áp lực về chất lượng nước và nguy cơ biến đổi dòng chảy. Dòng sông này là bị ô nhiễm rất là lâu rồi. Đây các vị nhìn xem đen ngòm. Mức độ ô nhiễm thì đã có số liệu quan trắc cụ thể. Có tới gần 30 điểm thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải từ năm 2014 đã không còn đạt chuẩn nước tưới. 40 trên 83 kênh mương ô nhiễm nghiêm trọng ở mức độ không có thủy sản sinh sống được. Nhiều điểm đã gây ô nhiễm mức độ nghiêm trọng. Ví dụ như hàm lượng chất hữu cơ thì vượt tiêu chuẩn cho phép tới vài chục lần. Coliform thì vượt tiêu chuẩn cho phép tới hàng gần 100 lần. Các chỉ số về amoni, nitrit là những cái chỉ tiêu mà có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người thì cũng có thể tăng tới cũng vượt tiêu chuẩn cho phép tới vài ba chục lần. Phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đưa ra nhiều biện pháp chống vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm còn phụ thuộc vào chính quyền của từng địa phương nơi có hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải đi qua. Từ cái việc xả thải vào thì chúng tôi đã lắp đặt các camera để thu và làm việc với chính quyền cơ sở. Tuy nhiên thì cũng không được sự quan tâm đúng mức nên là nhiều năm nay là xả thải thì ngày càng tăng. Về lâu dài đó, thì các cái giải pháp công trình và phi công trình thì chúng tôi sẽ tiến hành đồng thời. Trong đó thì cũng không loại trừ là phải dùng cái biện pháp là có các trạm bơm động lực để bơm, để thao rửa cái hệ thống này. 20.000 hộ dân, tương đương với 80.000 người, cộng với hơn 1.200 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực Bắc Hưng Hải, được cho là nguồn cơn vi phạm lấn chiếm và xả thải ra hệ thống. Tuy nhiên, việc chỉ ra từng cá nhân và tổ chức vi phạm để xử lý thì vẫn chưa làm được. Đã có quá nhiều cuộc họp để tìm giải pháp cho thực trạng này với sự tham gia của đầy đủ chính quyền địa phương và cả cảnh sát môi trường. Thế nhưng hàng chục năm nay, ô nhiễm vẫn gia tăng và không biết sẽ còn những hệ lụy gì tiếp theo, nhất là với việc bảo đảm tưới tiêu chủ động, đảm bảo số lượng, chất lượng nước cho vùng chuyên canh lúa tập trung. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phân loại biệt thự cũ trên địa bàn thành phố. Đây là đợt phân loại thứ 7, qua đó thành phố yêu cầu các chủ sở hữu tuân thủ quy định của luật nhà ở, đặc biệt là nhóm biệt thự cũ thuộc nhóm 1 và nhóm 2 không được thay đổi nguyên trạng ban đầu. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phân loại được khoảng 350 biệt thự cũ, chủ yếu ở quận 1, 3 và rải rác ở thành phố Thủ Đức, quận 5, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cá nhân tổ chức là chủ sở hữu biệt thự cũ tuân thủ các quy định của luật nhà ở.
Theo đó, các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu biệt thự cũ thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 không được thay đổi nguyên trạng ban đầu của biệt thự cũ. Chủ sở hữu không được khóa giữ biệt thự cũ nếu chưa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ theo kết luận kiểm định của sở xây dựng. Trường hợp phải phá rỡ để xây dựng lại, chủ sở hữu phải theo đúng kiến trúc ban đầu, sử dụng đúng loại vật liệu, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao của biệt thự cũ. Đồng thời không được tạo thêm kết cấu mới để làm tăng diện tích hoặc cơi nới chiếm dụng không gian bên ngoài biệt thự cũ. Còn tại Hà Nội mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ký ban hành quyết định mới về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường. Theo đó, thành phố đặt tên 38 tuyến đường phố mới và điều chỉnh độ dài 9 tuyến phố. Cụ thể, huyện Gia Lâm có thay đổi nhiều nhất với 10 đường phố mang tên mới. Quận Bắc Từ Liêm cũng có thay đổi khá lớn khi đặt tên mới cho 8 tuyến đường phố. Quận Cầu Giấy đặt tên mới cho 4 tuyến phố, chủ yếu tập trung ở khu vực Trung Hòa. Quận Hà Đông có 4 tuyến phố được đặt tên mới, nằm quanh khu vực phường Phúc La, Quang Trung. Quận Long Biên có 6 tuyến phố mới được đặt tên, chủ yếu nằm tại các khu đô thị. Còn lại các quận Nam Từ Liêm, huyện Đông Anh, huyện Quốc Oai, huyện Thanh Trì, huyện Thường Tín có khoảng 1 đến 2 sự thay đổi tên đường mỗi quận huyện. Với sự thay đổi tên đường phố như vậy, nhiều người dân sinh sống tại đây vẫn đang còn khá bỡ ngỡ. Nhiều người cũng khá tò mò với cách đặt tên mới cho những con đường này. Mình cũng mới nghe qua thôi, chứ về việc đặt ở đây thì cũng chưa thấy biển báo, biển thông tin về con đường này ạ. Tôi hiện tại thì không biết, chưa biết đến cái thông tin mà mới thay đổi tên đường này. Tôi chưa rõ về cái nguyên tắc đặt tên đường. Tuy còn khá xa lạ, nhưng ai cũng nhận thấy điểm thú vị khi tên phố Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ được đặt cho hai con phố sau nhau. Không chỉ hai con phố này, những tên phố đặt cạnh nhau cũng thường có sự liên kết nhất định. Có một quy hoạch khá cụ thể về cái gọi là các cái nhóm khu phố mà mang tên các cái vị vua hay là các cái vị danh nhân thuộc một triều đại lịch sử nào đó. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là cái cụm khu phố của các liên quan đến nhà Trần chẳng hạn, hay là cụm khu phố của các vua nhà Lê, hay của liên quan đến nhà Lê chẳng hạn, hay là liên quan nhà Lý chẳng hạn. Thì khi vào cái cụm phố đấy là chúng ta sẽ thấy gì? Ngoài các cái tên của các vị vua này, ngoài tên của các cái danh nhân của cái triều đại đấy. Cũng là một con phố mới, nhưng tại đường Nguyễn Bá Khoản, cả cư dân và khách vãng lai vẫn thường hỏi thăm bằng tên cũ. Tôi thì bán hàng ở đây cũng lâu rồi, nhưng mà mọi người ta hỏi thăm ấy thì người ta vẫn hỏi ở Trung Yên 3, chứ người ta không hỏi là cái đường mới. Một con phố được đánh số đơn thuần, nay con phố này đã được mang lên mình tên một phóng viên ảnh lớn của nước nhà. Những con phố được đặt tên mới dù còn lạ lẫm nhưng sẽ dần trở nên thân quen hơn, bởi nó là những cái tên danh nhân văn hóa, lịch sử gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Khi đặt tên như vậy thì nó có những ý nghĩa nhất định về mặt lịch sử, tức là một là họ tôn vinh những cái nhân vật, những cái cá nhân có đóng góp cho đất nước, cho cộng đồng. Cái thứ hai thì tôi nghĩ rằng là cái cách đặt tên như vậy là cũng là một cái bài học lịch sử để nhắc cho cái thế hệ sau. Chúng ta luôn luôn nhớ đến những cái người mà đã có những đóng góp nhất định hoặc là có đóng góp ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng và đối với lịch sử của một đất nước, của một dân tộc. Trên thế giới có hai xu hướng đặt tên đường phổ biến là đánh số hoặc đặt tên theo danh nhân lịch sử. Mỗi cách đặt tên đều có những ưu thế riêng, thể hiện một suy niệm riêng. Những con đường vô tri bỗng trở nên sống động hơn khi khoác lên cả một giai đoạn lịch sử hay quần tụ theo một triều đại vang danh. Những tên đường khiến chúng ta tự hỏi họ là ai, họ đã có đóng góp gì. Nhưng có lẽ những con đường sẽ trở nên thân thương nhất khi nó dẫn ta về nhà, dẫn đến nơi có những người yêu dấu. Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, Cục Hải quan Điện Biên đã phát hiện bắt giữ thành công một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Trung Kiên, 37 tuổi, trú tại xã Phồng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Vật chứng thu giữ gồm 2 bánh heroin, trọng lượng gần 620 gram, 3 điện thoại di động cùng một số vật chứng khác. Tại cơ quan công an, đối tượng Kiên thừa nhận toàn bộ hành vi. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai.